nghe tiếng nha. Đó, rất là đẹp. Yep. Sen xin mến chào quý đại gia đình ạ. Chúc quý đại gia đình về sức khỏe của bác nông dân được mùa bội thu nha. Các anh thì là mang phát tài phát lộc, cùng mai bác đắc men đây. Nay em lên được hai cây cưa, một cây Gilby. Gilby này là nó 33,4cc. Con này thì xài nội bộ gia đình ngon, im, bền, ít ăn xăng, nhạy nổ, chuẩn, rất là ngon nha, máy còn rất là đẹp. Con thứ hai thì không còn mà xa lạ đối với ai mà đăng ký kênh của khách sạn nữa ha. Đây là con Sinoa 355. Con này thì như cả nhà đã thấy trên hình, còn rất là đẹp, rất là mới nha. Đó, làm Latin, làm gin luôn, làm Sinoa ha. Đó, nguyên gin nguyên bản nha. Sinoa lữ gin. Đây cũng vậy, Gilby. Làm gin ha. Xịn. Mã của con này là ES 336. Máy móc thì còn rất là đẹp. Đây. Ha. Đó. Máy rất là đẹp nha cả nhà. Giờ Sang sẽ giật test nổ từng con nha. Giờ Sang sẽ cho cả nhà xem bích tông bạc và báo giá ha. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Sang và nhớ like cho Sang một like. Hãy Sang sẽ kiếm một trong những con máy đẹp nhất gửi đến cho mình ha. Rồi, giờ Sang sẽ cho cả nhà xem bình xăng con của cái máy này trước ha. Đó. Gilby màu vàng rất là nổi trội ha. Máy còn rất là đẹp. Đây. Như cả nhà thấy trên hình. Đó, rất là đẹp nha. Con Gilby này Sang bán luôn. Báo giá trên đây là chiên khách hàng 2,9 triệu ha. Cho khách hàng nào về sử dụng gia đình, con này thì xài mà đúng nhớt, chuẩn nhớt nữa rồi thì nó bền dữ lắm. Con này ai đã xài rồi thì biết ha. Và cho một cái bình luận bên dưới để cho khách hàng nào mà chưa xài thì họ biết về con máy này ha. Đây. Ốc còn đang hồi lùi luôn, nguyên zin nguyên bản của nó nha. Rất là đẹp. Đó. Lam này thì chiều dài tổng thể lam này tầm khoảng 4 tắc. Đây. Từ đây tới đây là tầm khoảng 4 tắc. 4 tắc hoặc là 4 tắc rưỡi. Ha. Máy rất đẹp. Có bóng sân phụ. Le thì tự động. Đây, le tự động đây. Nè, nhảy vô nè, thấy không? Le tự động. Đó. 2,9 triệu, rất thích hợp cho gia đình xài. Nhỏ gọn, nhẹ tiện dụng nha. Tiếp theo, đây là con Sinoa 355. Thì Sang sẽ cho cả nhà xem cái nắp nè. Máy còn rất là đẹp nha. Nhưng mà lỗi nhẹ cái nắp này đây ha. Đây, lỗi nhẹ nha. Không sao hết, không thèm vấn đề gì hết. Cái lược còn cực kỳ mới. Bình xăng con thì nó vàng ẻo luôn ha. Máy này thì nó quá đẹp. Ốc còn đen hồi lùi luôn nè. Đó, ốc đen hồi lùi hết. Rất là đẹp nha. Máy rất là đẹp. Đó. Ai thích con này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang ngay giờ luôn, chốt ngay con máy này. Sang bán cái giá mùa dịch luôn nha cả nhà. Còn máy này muốn giá bao nhiêu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang, chốt ngay con Sinoa 355 này để Sang báo giá chi tiết nha. Tại vì giá này thì để Sang coi lại cái giá vốn mình bao nhiêu rồi Sang bán cái lời tí đặng mà cho mùa dịch nha. Vui vẻ bà con nông dân mình sử dụng nha. Đó, hiện tại giá vốn thì Sang cũng không có nắm rõ. Đó. Ok. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành test nổ cho cả nhà mình nghe máy nha. Và sẽ xem cái chế bê tông của từng máy nha. Rồi, giờ Sang sẽ tiến hành nổ con Gilby này trước nha. Ok ha, giờ Sang sẽ cho cả nhà xem cái bê tông máy nha. Đây, để Sang bật cái đèn led lên. Đó, như cả nhà đã thấy cái bê tông máy còn rất là mới nha. Đây nè, còn phần ngang luôn nè. Con máy này còn quá trời đẹp luôn. Đó, đó bê tông còn trắng xác luôn, còn văng tiện chế bê tông luôn. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang, chốt ngay con máy này ha. Quá đẹp cho con máy. Quá đẹp. Quá đẹp ha. Nhà đã thấy, đây là con Gilby, Sang chuẩn bị nổ nha. Sang nhớ thì bật công tắc lên, rồi kéo thôi. Oh,
máy chạy rất là phao nha, rất là phao, guarantee chạy à, gần như là không nghe tiếng nha, đó rất là đẹp. Nhớ bơm lử ra nè, ướt nhẹp cái sàn luôn ha. Tắt đây nè ha. Máy này rất là nhà ổ, xài gia đình là rất là hợp lý. Rồi còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp chị Thích Sang ngay luôn. À, Sang báo giá lại nha, con này là 2.9 triệu nha. Đó, máy rất là đẹp, sử dụng gia đình là ngon, bền, hết đăng xăng, nhẹ nổ, chuẩn chu ha. Rồi Sang sẽ quay máy tiếp theo. Rồi Sang sẽ giật nổ máy này cho cả nhà mình nghe nha. Máy này thì nó rất là nhẹ nổ rồi. Đây. Cả nhà nghe được con máy này rồi, cả nhà cảm nhận thế nào ạ? Quá đẹp, quá đã, chạy quá phao. Rồi còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang ngay giờ luôn nha. Chốt con máy này. À bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem chế bê tông của máy nha. Rồi ha, chế bê tông còn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, bê tông còn cực đẹp, trắng tươi luôn ha. Quá đẹp. Rồi, mời cả nhà xem tiếp video. Vừa qua thì cả nhà đã xem được chế bê tông của con Sinowa 355 này rồi. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại cho màn hình gặp trực tiếp Sang ngay ha. Còn mà thấy video này mình coi mình dễ quá thì cứ đăng ký kênh, để còn nhiều cái video khác hoặc là máy khác mình xem được sớm nhất thì mình liên hệ gặp trực tiếp Sang ha, chốt ngay ha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi video đến đây kết thúc. Mến hẹn gặp lại đại gia đình trong video kế tiếp. Nhớ like cho Sang một like và tặng cho Sang một cái đăng ký kênh nha. Bye bye.